Chào mừng tất cả em đã quay trở lại với series hỏi đáp vào tối chủ nhật hàng tuần của Normal Computer. Và hôm nay thì sẽ là số bao nhiêu nhỉ? 36, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Anh em hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Normal Computer để nhận ngay mã giảm giá NO1300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua mỗi laptop bất kỳ tại Normal Computer. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phần mô tả để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. Có một bạn hỏi ở trong video là Acer Helios Neo 16 là tầm 22 triệu thì con này hay là con LOQ ngon hơn ạ? LOQ 2024 ấy anh. LOQ 2024 à? Đầu tiên là nói một chút về con LOQ 2024 nhé. Thì cái phiên bản 2024 nó được sẽ được thay đổi tương đối nhiều về ngoại hình, cũng như là cái màn hình nó được update lên 100% sRGB và độ sáng 300 nit. Nếu mà anh em nào mà không quan tâm nhiều về cái cấu hình ấy, mà chỉ cần một con máy nó đáp ứng đủ cho cái nhu cầu cơ bản của mình thôi, thì con LOQ nó thực sự là một con máy cực kỳ là ngon rồi. Nhưng mà chắc là để xét kỹ hơn về cái tổng thể thì theo mình thấy con Neo 16 2023 nó vẫn ngon hơn. Cũng có thể là do con Neo 16 có giá thành nó cao hơn một chút so với con LOQ 2024 nữa. Thì con Neo 16 nhá, nó sẽ có hơn ở cái này là hơn về vỏ kim loại này, hơn về build thiết kế nó cứng cáp chắc chắn hơn này, màn hình nó cũng hơn nữa với tỷ lệ 16:10. Khi mà chúng ta sử dụng con Neo 16 ấy, thì được lợi hơn nữa là về quả pin. Pin của con Neo 16 tận là 90Wh thay vì con LOQ là chỉ có 60Wh thôi. Đấy. Mà chúng mình cũng đã mở hai cái con máy này ra rồi thì trong cái thiết kế bên trong ấy của con Neo 16 nó cũng đầy đặn, nhìn nó sắp xếp nó hợp lý hơn con LOQ tương đối là nhiều. Đấy. Về cấu hình đi. Thì cấu hình như mình nói rồi, cái giá thành nó chênh lệch mà con Neo 16 nó có giá thành cao hơn, thế nên là về cấu hình của nó cũng mạnh hơn con LOQ. Với cái con chip là i5-13500HX này, LOQ chỉ có con i5-12450HX thôi. Đấy. Một con là 14x20 luồng, sau đó một con 8x12 luồng, thì rõ ràng là con Neo 16 nhỉnh hơn về mặt cấu hình rồi. Đấy. Ngoài ra thì thông số RAM của Neo cũng hơn nữa. Neo RAM là tận 16GB, còn con LOQ chỉ là RAM 8GB thôi. Đấy. Nếu mà anh em nào mà gọi là cần một cái máy nó đủ dùng trong cái nhu cầu cơ bản, nhất là với những bạn sinh viên ấy, thì chọn LOQ hoàn toàn là hợp lý, cũng như là thoải mái cho cái nhu cầu của các bạn rồi. Còn nếu mà anh em nào mà có dư giả tài chính hơn một chút thì chúng ta có thể update lên những phiên bản cao hơn, ví dụ là con Neo 16 đấy. Thì đấy. Neo 16 nó hơn LOQ bao nhiêu anh ạ? Neo 16 nếu mà bản gọi là OLED bây giờ nhá. À bản new đi. Bản new Neo 16 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 24 triệu gì đấy. Còn con LOQ new 100% thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 19 triệu một tí thôi. Đấy. Nếu mà anh em chấp nhận được cái việc mà mua OLED chẳng hạn thì con Neo 16 thì nó lại bá đạo quá trong phân khúc rồi. Câu hỏi tiếp theo thì có một bạn đang phân vân giữa Intel với Ryzen, có phải Ryzen mạnh thì tốn điện và ngốn RAM nhiều hơn, còn Intel thì tiết kiệm điện nhưng lại giật lag nóng máy. Mình đang dùng con Dell Inspiron 13 5310 i5-11300H này gần 2 năm rồi mà máy giật lag quá. Em thấy sao về con Dell 5310 này? Em thấy 5310 ấy thì máy này cũng khá là ổn. Và đây cũng là một cái mẫu mà bán được rất là nhiều bên mình. Tuy nhiên thì đúng là cái mẫu máy này nó cũng nóng thật, bởi vì nó sử dụng con chip H, đã thế lại còn gắn lên cái màn hình 13 inch rồi máy nó cũng nhỏ nữa. Thế nên là nếu như bạn sử dụng lâu năm ấy thì bạn cần phải đi ra vệ sinh và tra keo tản nhiệt để có một cái hiệu năng nó ổn định hơn. Với những cái mẫu máy nhỏ thì khi mà chúng ta sử dụng trong thời gian dài thì sẽ phải nhanh phải đi tra keo tản nhiệt, làm tra keo làm mát lại rồi vệ sinh máy lại thì nó sẽ ok hơn, đúng không? Thì quay lại cái câu hỏi của bạn nhé, về những cái con chip Intel với Ryzen ở thời điểm tại, nếu mà bạn mua những cái dòng kiểu gọi là ThinkBook hay những cái con Ultrabook nhẹ ấy, thì năm nay sẽ là Core Ultra 5. Core Ultra 5 này thì nó rất là nóng, chính vì vậy thì nếu mà được thì các bạn, mình khuyên các bạn nên chọn Ryzen thì nó sẽ mát mẻ hơn. Mặc dù Ryzen sẽ hơi ngốn RAM hơn một chút, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng những bản 16GB RAM hay là 32GB ấy, thì nó sẽ là một cái vấn đề không quá lớn, do là chênh về cái việc ăn RAM thì nó cũng chỉ hơn khoảng tầm 1GB, 1.5GB thôi so với Intel ấy. Thì nếu mà RAM 32 hoặc RAM 16 thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trong tầm đấy thì có con
ThinkBook 14 G6 cộng ấy đang chạy con chip Ryzen ấy. Lần trước chúng mình đã làm bài đánh giá test chi tiết rồi, mình thấy khá là ok cũng như là tốt trong thời điểm hiện tại. Đấy. Ok, là tiếp tục với câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi tiếp theo, trong video Dell Inspiron 14 5420, bạn hỏi là anh ơi dùng để học tập, xem phim, Excel thì bạn đang phân vân giữa con Dell 5420 với lại Dell 7435 thì nên mua con nào? 7000 series với cả 5000 series. Tất nhiên 7000 nó sẽ hơn đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Để dùng để học tập ấy thì mình nghĩ là cả Dell 5435 và 5420. Dạ. Thì cả hai mẫu này thì đều rất là ok rồi, ổn rồi. Thế nhưng mà 7435 nó thêm một cái là nó có thể xoay gập. Rất là tiện lợi. Vâng. 5420 thì không có cái tính năng đó. Cũng thua thiệt hơn. Rõ ràng là 7000 với cả 5000 series thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt ở đây rồi. Nhưng mà hai máy thì nhu cầu cơ bản đều ok, nhưng mà rõ ràng là 7435 ở đây thì nó sẽ có xoay gập 360 thì trải nghiệm thích trải hơn, nó ok hơn một tí phải không? Đấy thì là về tùy vào nhu cầu của bạn thôi. Nếu mà bạn không cần xoay gập thì 5420 cũng được, cũng là ok rồi. Ok, thế thì tiếp tục đến câu hỏi tiếp theo luôn. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Bạn hỏi là em đang phân vân giữa bản Legend 7840H có màn là 144Hz với lại bản 7735H có màn tận 2.5K 160Hz. Sắp tư vấn cho em ạ, bạn có chơi game và viết code? Chơi game và viết code thì đầu tiên về cái việc học hành trước nhá. Code thì theo mình thấy con 7735 với cả 7840 thì nó không chênh nhau, các bạn dùng con nào cũng được, con nào cũng code được. Tuy nhiên thì ở đây có bạn có cái chia sẻ về cái màn hình thì rõ ràng là khi chơi game thì chúng ta nên ưu tiên có một cái màn hình đẹp hơn. Màn 2.5K 165Hz thì nó cũng là một cái trải nghiệm tuyệt vời hơn con màn 144 tương đối nhiều. Thế nên là nếu mà bạn không bị giới hạn về kinh tế thì mình nghĩ là bạn nên chọn cái bản mà có màn hình 2K, 2.5K nhé. Ok. Rồi, ok. Sang để câu hỏi tiếp theo đi. Rồi, tiếp theo thì có một bạn hỏi là sao em chơi game Valorant vừa chơi vừa sạc lại bị tụt pin vậy anh? Em thấy sao về cái việc mà sạc rồi nhưng vẫn tụt pin? Em thấy nhá, ở một số tự game ấy thì CPU và GPU nó ăn và tiêu thụ điện cực kỳ nhiều. Và nếu như bạn sử dụng cái sạc mà nó không đủ công suất ấy thì trong lúc chơi game vừa cắm sạc thì nó vẫn tụt đâu đấy khoảng tầm từ 1 đến 5% là chuyện rất là bình thường. Nhất là với những em nào mà kiểu gọi là đã từng thay sạc thì cái trường hợp này nó sẽ dễ xảy ra, tại vì là những cái sạc các bạn mua sau này ấy, thì có thể nó sẽ không phải sạc zin, không phải sạc chính hãng ấy, thì nó sẽ cũng sẽ có cái việc mà công suất thực của nó không được đảm bảo. Nên là nó sẽ xảy ra trường hợp tụt 1-5% pin gì đấy, và thậm chí nó còn xảy ra luôn với cả những cái sạc zin theo máy luôn. Khi mà các bạn, đặc biệt là anh em nào mà dùng những cái máy mà có tầm 3-4 năm rồi ấy thì cái sạc đến lúc đấy nó bắt đầu bị hơi hao hụt một chút thì nó sẽ dễ xảy ra cái trường hợp là tụt pin khi các bạn chơi game nặng. Đấy, nó chỉ tụt đến 1-5% thôi thì mình thấy nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Các anh em cứ sử dụng bình thường, không vấn đề gì cả. Vừa dùng vừa sạc là được, đúng không? Okay. Rồi, câu hỏi tiếp theo ở trong video Lenovo ThinkBook 16 G5 cộng, các bạn hỏi là so sánh con này với con ThinkBook X1 Carbon Gen 11 thì sao? ThinkBook là ok, hai con đều là của nhà Lenovo rồi, nhưng mà nó sẽ hướng đến hai cái đối tượng khác nhau nhé. Mình thấy con ThinkPad X1 ấy thì nó sẽ theo những cái định hướng cao cấp kiểu như là XPS này, hoặc là những con kiểu nói chung là dùng để nó bền bỉ. Nó ưu tiên về cái kiểu gọi là thiết kế này, vỏ siêu nhẹ hoặc là đạt tiêu chuẩn quân đội, hay là về cái tỷ lệ bị lỗi thì nó cực kỳ là thấp. Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ không khó để có thể so sánh để đánh đồng giữa hai cái mẫu máy này với nhau. Và nó sẽ là hai đối tượng khác nhau nhé. Về ThinkBook thì nó sẽ ưu tiên dành cho những bạn mà làm là văn phòng cần một cái cấu hình nó ổn một chút. Đấy. Thì nếu mà trong cùng tầm tiền mà các bạn cùng tầm tiền mà mua được con ThinkPad X1 ấy thì các bạn sẽ phải mua được những con ThinkBook kiểu như là Ultra 7 ấy, hoặc là i7 gì đấy, i7 thế hệ 13 gì đấy thì nó sẽ có cái màn đẹp hơn nữa. Anh em cần cân nhắc giữa cái nhu cầu của các bạn thôi. Đấy, nó sẽ hợp lý hơn. Ok, chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo nhé. Có một bạn hỏi trong cái video hỏi đáp số 25 là anh ơi em học ngành hệ thống thông tin nhưng mà điều kiện có hạn 20 triệu quay đầu. Thực ra 20 triệu nó cũng không phải là điều kiện có hạn lắm. 20 triệu cũng là một cái mức giá tương đối là cao rồi đấy. Con Asus Vivo 15i được không? Thì dùng được không thì theo mình đánh giá nhé, con
tầm 20 triệu. Asus Vivo 15i thì ra dùng nó cũng ok, không vấn đề gì, vẫn đáp ứng được toàn bộ cái nhu cầu và cái ngành học của bạn. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không thích cái việc thiết kế của con Vivo Book lắm, tại vì cảm giác nó vẫn có gì đấy hơi lỏng lẻo, hơi chưa không được cứng cáp chắc chắn lắm. Thế chắc là mình sẽ tư vấn cho bạn thêm một mẫu máy nữa để bạn tham khảo nhỉ. Một cái mẫu máy mà bạn có thể cân nhắc là nó ngon hơn. Bạn có thể xem qua mẫu ThinkBook 16G6+. Này, anh em mà học IT ấy thì cần gõ phím. Gõ phím này, nhiều đúng không? Thực ra con Asus về các con Asus nói chung thì mình không đánh giá cao với bàn phím lắm. Yeah. Rõ ràng là bàn phím của những dòng Lenovo thì nó từ trước giờ nó vẫn gọi được đánh giá cao rồi. Cả những cái máy tệ nhất đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái bàn phím tương đối là ổn. Đấy, thì về trải nghiệm mình thấy là ThinkBook sẽ ok hơn nhé. Đến với câu hỏi cuối cùng trong số lần này, gì đấy, laptop gaming 15 triệu thì chơi game 3A có tốt không anh? 15 triệu mà chơi game 3A thì trong tầm 15 triệu trong cái video này thì sẽ là có HP Victus này, IdeaPad Gaming 3 hoặc là MSI GF63 này. Thì nói là để chơi game 3A tốt không thì trong tầm này có lẽ là chưa được tốt lắm. Cũng chơi được thôi. Nếu mà các bạn muốn có một cái trải nghiệm tốt thì các bạn nên lựa chọn những cái mẫu máy cũ. Tại vì trong tầm giá 15 triệu mà 15 triệu mà chơi game thì chắc là chỉ có lựa chọn những mẫu máy cũ để nó có một cái cấu hình ổn thôi. Tầm đấy thì sẽ có được là 3050, hoặc là nếu mà các bạn gọi là lựa chọn kỹ thì các bạn có thể chọn được những mẫu máy kiểu 4050 thì sẽ chơi game 3 nó ổn hơn. Đấy, thì trong tầm đấy thì sẽ có 3050 6GB chẳng hạn thì sẽ là ok nhá. Và có một cái lưu ý cho anh em mua máy cũ là nên lựa chọn cửa hàng uy tín, tại vì máy cũ thì cái việc trường hợp xảy ra lỗi thì nó sẽ là có, không thể nào mà không có 100% được. Thế nên là nếu mà các cửa hàng uy tín thì rõ ràng người ta sẽ có những chế độ hậu mãi sau này nó ổn hơn cho các bạn. Đấy, thì sẽ là an toàn hơn. Hoặc thậm chí nhiều cửa hàng ví dụ như No 1 thì đang có những cái chương trình bảo hành rất là dài. Đấy, 6 đến 12 tháng cho những mẫu máy cũ thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng yên tâm. Đấy. Ok, thì đấy sẽ là những cái chia sẻ, những cái trả lời của chúng mình dành cho những câu hỏi trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn các bạn đã đặt những câu hỏi cho chúng mình. Và đừng quên theo dõi chúng mình vào lúc 7 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Ok.